Đây một con đây rồi các bạn. Ui to chưa, nhìn như cá chê chưa. Chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Hoàng Khuê Vlog của mình. Chào các bạn nhá. Giờ bọn mình đang ở cái suối nhỏ nhỏ ở trên núi rừng của chú Vân. Chú Vân đang ở bên trên. Thì nãy giờ hai cậu cháu mình cũng mò cua bắt ốc ở cái suối này, cũng nhặt được bắt được cái con giống như con nòng nọc, nhìn lạ lắm các bạn ạ. Giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đây. Đây, trông nó giống con nòng nọc, có con còn có chân nữa cơ. Theo chú Vân, con này nó gọi là con bạn. Con của con ếch tát, ếch gì đấy, mình chưa thấy bao giờ, chưa nhìn thấy qua bao giờ. Đây, của cháu mình bắt được tầm này. Rồi bây giờ mình lên chỗ bên trên của chú Vân. Đây là chú Vân. Chú Vân đang mò con bạn các bạn. Xin chào toàn thể anh em nhé. Xin giới thiệu đây là hôm nay là gồm có Hoàng Khuê Vlog với tất cả anh em là có 3 thành viên. Và hôm nay là chúng tôi là thực hiện về cái chuyến săn bắt hải lượm. Đây là con bản các bác nhá. Ui nhiều lát này. Không. Đấy đấy, nhiều lắm. Nhưng mà nó bơi ngay quá. Nhiều, con này là con đặc sản mà. Đặc sản của nếu mà để mà vùng rừng là đây vùng là rừng. Con đặc sản đấy. Ở suối rừng đấy các bạn. Mà nói chung là những con này ấy, thì nó thường cái môi trường sống của nó ở cái nguồn nước rất sạch. Cái độ trong cao thì cát sỏi là nó hay có thôi. Con này nó ở nguồn nước sạch thì ăn nó sạch ngon. Mà cái nguồn nước ở trên nhiều quá. Đây. Đây, giới thiệu với anh em đây này. Đây là con cáy nhá. Xin giới thiệu với anh em nhá, con cáy đây. Con cáy á? Chỉ có ở cái nguồn nước là ở trên rừng nó không ô nhiễm thì mới có đấy. Này là cá khuya các bạn. Ăn mỗi cả thành vấn đề chẳng qua là cái việc mình là chủ cứ thích là mình khám phá tìm hiểu cái thiên nhiên cái môi trường sống ở trên vùng rừng nữa nào thôi. Cứ xuống đoạn như này đi, cái này là nó ít rồi, nguồn nước nó nhiều quá. Trong hầm đá này thì có buổi tối nó mới ra nhiều cá trèo đồi ấy. Cá trèo đồi. Cá khuy. Chú con gì đấy? Con này đi. Con này thì con bản đây. Bản á? Ui to thế. Nhanh lắm nhỉ? Nhanh thật đấy. Nhanh mà, con loại này nhanh lắm đấy. Nhảy tít tít lên đấy. Đây một con đây rồi các bạn. Ui to chưa? Nhìn như cá chê chưa? Phát điện các bạn, máy đứng, máy thời đời cổ ấy, thời Napoleon. Các bạn, buổi trải nghiệm của mấy anh em thôi, bắt con gì nhỉ, Hiếu nhỉ? Con bản này. Con bản các bạn, được tầm này, đây. Chú Vân, chú vẫn ở trên núi, còn mình đã về nhà rồi. Làm món này tại nhà. Là làm tại nhà luôn. Con này tí cho gia vị đây. Gia vị xả rồi rau thơm các thứ trộn xuống là làm món này. Thank you.
món ăn cái con con gì nhỉ, quên mất tên. Con bản các bạn đã làm xong rồi. Giữ cái cho ra đĩa rồi. Thơm quá, thơm nhỉ. Mình ít nước mà gây muối. Phê gây muối. Ôi. Nhiều nước quá. Nhiều nước à? Ra cả ngoài đâu. Ui giời. Nhiều hết rồi. Còn không? Ui. Mời tất cả các bạn nhá. Ăn đi con bạn. Mời các bạn nhá. Ăn con bản cùng cô cháu anh em mình. Chấm bước chấm. Ngon đấy. Chấm ếch kìa. Ngon ếch. Thôi mùi vị ếch ngon lắm. Ngon lắm các bạn ạ. Quá ngon. Đúng ạ. Con nó mềm quá. Ăn sướng lắm. Nhừ hết rồi. Nó cái nhừ sắp tan thành nước này. Ăn con này nó như kiểu là ăn dòng ăn cá chê ấy. Cá chê ấy. Như kiểu là cá chê luôn. Bùi lắm. Ăn sướng. Thôi, đổi loại này đi. Ôi, cái này bé quá. Xúc luôn cái này cho chân. Ấy, mình phải ăn cả nước canh thôi. Đây các bạn. À. Rồi các bạn nha. Ngon quá. Mọi người nhá. Mình ăn đũa không đủ, phải dùng thìa. Thì con này ăn nó mềm, ăn cũng cần nhai các bạn. Và mồm thì súng của họng luôn. Nhưng mà cái vị của nó vẫn bùi. Ừ. Mùi cá chê ăn chưa? Thêm mấy con tôm nhỉ? À con cua nhỉ. Mời các bạn nhá. Ăn thử con cua. Ui, cái này cua này là cua ở trên núi mà nhỉ, cua đá nó vàng hết nhỉ. Giòn lắm. Ăn sướng. Mỗi có hai con kìa. Đây các bạn, mời các bạn nhá. Con này chắc là ở những vùng miền khác không có loại này đâu nhỉ. Ừ. Nếu có con này chỉ có ở trên mạn núi đấy mới có. Ở cái dưới này mình thấy lần đầu tiên ấy. Hôm nay thấy chú Vân chú bảo ăn được thì hôm nay cậu cháu mình lên đấy là mới thấy nhiều quá, thì chú bảo ăn được cái cậu cháu mình bắt về ăn luôn. Chú bảo con này là cái con của cái con cái gì nhỉ? Ếch gì nhỉ? Con ếch ếch tát. Tát à? Ừ. Được bé bé ấy nhỉ. Đấy. Ừ. Ngon lắm. Có con nó còn mọc chân rồi mà. Con mọc chân. Nó như kiểu nó sắp tiến hóa thành thành ếch rồi nhỉ. Nhìn nó ra hình con ếch rồi đấy. Tuyệt đấy. Tí. Ngon thế. Hôm nào lại trải nghiệm lấy tiếp nhỉ. Hôm nay được hơi ít các bạn ạ. Ít nhưng mà chất liệu. Các bạn là nước nó nhiều quá không bắt được, nhưng mà nó lúc nào mình lại lên đấy tiếp là trải nghiệm cái món này tiếp. Con này nó chạy nhanh nhỉ? Nhanh lao nhanh như cá, nhanh như cá chê phi nhỉ. Ừ. Cái người nó chạy mất xong nó trơn nó có bắt hết nhỉ? Hết rồi giờ mình giờ mà đĩa này đầy nó tốt ngon có hồn nước rau. Hết rồi nhỉ? Hết rồi. Các bạn ạ, món ăn của cháu bọn mình đã ăn hết rồi. Video của mình tạm dừng tại đây thôi. Bây giờ còn mới xả thôi ăn thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ kênh Hoàng Quê Vlog của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào.
Chào các bạn nhá. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những video lần sau.